Hiện nay, cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào ngày 6, ngày 7 tháng 4 đang là trung tâm của các cuộc thảo luận trên thế giới. Về đâu có thể là những vấn đề chính được đem ra thảo luận trong cuộc gặp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này? Và liệu cả hai bên có thể đưa ra những hướng đi và cách giải quyết chung trong vấn đề hợp tác thương mại và chính trị hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn trước thềm cuộc gặp Trung Mỹ ngay sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Theo nhận định từ các chuyên gia, đây sẽ là một cuộc gặp khó khăn cho cả hai nước bởi những hướng đi trái ngược nhau. Trước khi cuộc gặp này chính thức diễn ra vào ngày 6 và 7 tháng 4, có 3 vấn đề chính được các chuyên gia đề cập mà sẽ chắc chắn được mang lên thảo luận trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bao gồm mối quan hệ thương mại Trung-Mỹ, vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề biến đổi khí hậu. Họ đều có những vấn đề chung mà họ cần phải giải quyết. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu rằng những lời hứa trước đó trong thời kỳ của cựu Tổng thống Obama có thể tiếp tục giữ trong thời gian tới hay không? Chẳng hạn như vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Trump rõ ràng là muốn đi ra khỏi những cam kết này. Trong khi đó, phía Trung Quốc tỏ ra khá quyết tâm trên những lĩnh vực đó. Vì vậy, việc đưa ra được những hướng đi chung hay không vẫn còn là một câu hỏi. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ thấy được bầu không khí và tâm lý từ hai phía trong cuộc gặp này và những phương án giải quyết mà họ có thể đưa ra là gì. Chúng ta phải chờ xem trong cuộc gặp tới. Vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất được nhiều người quan tâm, dự báo sẽ được đưa ra lên bàn thảo luận là vấn đề thương mại Trung-Mỹ. Vấn đề chính được đem ra thảo luận về vấn đề này là liệu có xảy ra một cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ hay không. Vấn đề về căng thẳng thương mại này đã từng là một vấn đề trọng tâm, dấy lên giữa hai quốc gia trong thời gian gần đây, sau tuyên bố bảo hộ thương mại, bảo vệ nền kinh tế và việc làm của người Mỹ. Vì vậy, cuộc gặp lần này sẽ có câu trả lời về vấn đề này, đồng thời nó sẽ tái khẳng định tuyên bố về chính sách thương mại của ông Trump không chỉ với riêng Trung Quốc mà còn với các nước khác. Thứ hai là vấn đề an ninh, đặc biệt là giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và sự bành trướng sức mạnh của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh rằng ông rất mong đợi vào cuộc gặp lần này và cho biết họ sẽ đưa vấn đề Triều Tiên lên bàn thảo luận trong chuyến thăm 2 ngày của ông Tập tới Mỹ. Theo một chuyên gia về chính sách ngoại giao tại Viện Nghiên cứu Brookings, thì ông Donald Trump và Tập Cận Bình có thể sẽ có những cuộc đối thoại nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều trên bàn đàm phán so với những gì mọi người nghĩ. Điều quan trọng là đây không phải là cuộc gặp thông thường, mà là cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tập Cận Bình. Họ sẽ khiến cho cuộc gặp này thành một cuộc gặp thân mật, chứ không quá trang trọng. Vì vậy, điều thú vị là cả hai nhà lãnh đạo này sẽ phát triển một sự thấu hiểu lẫn nhau. Vì thế, tôi nghĩ họ sẽ tạo ra một mối quan hệ hợp tác chính trị theo hướng tích cực, và người ta chỉ có mời bạn tới nhà, chứ không ai lại mời kẻ địch đến thăm nhà cả. Đề cập tới vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vào sáng ngày 5 tháng 4, phía Triều Tiên đã tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo ngay trước thềm cuộc gặp quan trọng này. Việc này càng khiến cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình càng thêm căng thẳng. Nhiều chuyên gia kinh tế chính trị trên thế giới đang chờ đón những câu trả lời và phương hướng giải quyết vấn đề này từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong cuộc gặp lần này. Vấn đề cuối cùng cũng được nhiều người đề cập tới trong các phiên thảo luận chính là chính sách và hướng đi đối ngoại liên quan đến biến đổi khí hậu. Trong vấn đề này, có vẻ hai nước sẽ đi theo hai con đường trái ngược nhau. Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố nước này sẽ theo đuổi và đảm bảo thực hiện theo Hiệp định Paris về vấn đề bảo vệ môi trường. Đồng thời, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc cũng đã tiến hành thực hiện nhiều biện pháp và hành động cho thấy động thái này. Ngược lại, ông Trump lại đi ngược với xu thế của thế giới và hướng đi của Trung Quốc trong vấn đề này. Ông Trump từng ra lệnh bãi bỏ chính sách bảo vệ môi trường của cựu Tổng thống Barack Obama trước kia. Đồng thời, ông Trump còn chỉnh sửa những chính sách về khí thải mới đối với các hãng sản xuất ô tô và cho phép hoạt động trở lại của nhiều mỏ than trong nước, bởi nó nằm trong chính sách bảo hộ kinh tế và tạo ra việc làm cho người Mỹ. Vậy, liệu cuộc gặp được mong chờ đợi nhất này có tạo ra được bất kỳ tác động nào tới nền thương mại và kinh tế trên thế giới hay không? Và liệu cả hai nền kinh tế quyền lực nhất trên thế giới này có đưa ra được những hướng đi chung trong các vấn đề trên hay không? Những câu hỏi trên đều phụ thuộc vào cuộc gặp ngày 6 và 7 tháng 4 này của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.